Tại huyện Mỹ Xuyên, hưởng ứng tuần lễ áo dài từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 3, cán bộ công chức viên chức nữ ở các cơ quan đơn vị, ban ngành đoàn thể huyện và các xã thị trấn mặc áo dài đến nơi làm việc trong suốt một tuần lễ. Những sắc màu của áo dài tạo cho không khí làm việc thêm vui tươi, phấn chấn. Thì nhìn chung qua ngày đầu tiên phát động cái hưởng ứng tuần lễ này, thì các công đoàn cơ sở đã tích cực vận động đoàn viên, công nhân viên chức lao động tích cực tham gia hưởng ứng, qua đó để góp phần giữ gìn truyền thống bản sắc văn hóa của dân tộc. Qua cuộc phát động, tất cả nữ cán bộ công chức cơ quan thị trấn Mỹ Xuyên chấp hành rất tốt. Riêng đối với bản thân, cảm thấy rất là phấn khởi và tự tin khi mặc áo dài đến nơi làm việc. Trước đó, mô hình san sẻ yêu thương áo dài không đồng được Hội viên Phụ nữ xã Đại Tâm và Thăm Đôn nhiệt tình hưởng ứng. Qua phát động, gần 50 bộ áo dài còn mới tặng cho những hội viên chưa có để mặc tham dự các ngày lễ, sự kiện ở địa phương, góp phần tôn vinh nét đẹp truyền thống và giá trị văn hóa của áo dài trong đời sống xã hội. Tôi có qua đây thì lựa được một bộ áo đỏ, bộ màu đỏ này rất đẹp. Cũng vừa tôi để bận đi dự những ngày hội phụ nữ. Mình cũng mừng được bộ áo dài truyền thống. Các chị em cũng rất là đồng tình ủng hộ khi mình được chia sẻ những cái áo dài mà khi mà mình thừa thì mình cho đi và mình thiếu thì mình lại nhận để gìn giữ cái di sản áo dài Việt Nam của đất nước mình. Các hoạt động hưởng ứng tuần lễ áo dài ở huyện Mỹ Xuyên đã và đang góp phần lan tỏa vẻ đẹp, tôn vinh, quảng bá chiếc áo dài và khẳng định những giá trị văn hóa truyền thống của áo dài Việt Nam.